RVT. Bữa nay sáng sớm đi giao 4 tấn RVT vô nông trường Cà Đỏ nha các bạn. Xe nhỏ đi trước rồi. Xe mình thì chở 68 bao là 2 tấn 7 20. Thì hiện tại thì mình có bán các cái giống lúa như RVT đầy thơm 8, OM 18, OM 54, 51, ST 24, ST 25, OM 380, OM 34. Thì anh em và các bạn nào có cái nhu cầu mà xuống giống vụ đông xuân đó thì ủng hộ mình qua số điện thoại 0939 17 17 17, mình tên họ nha các bạn. Rồi chúc anh em và các bạn có một ngày mới thật an lành, đầy sức khỏe. Rồi chào anh em và các bạn.